xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Hôm nay Vin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn vũ đạo của ca khúc Cậu Cả nha. Trước khi bắt đầu về bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mọi người sẽ đặt tay lên như thế này và hạ xuống phừng. Mình sẽ hơi lắc cái tay một chút. Sau đó mọi người xoay lên và đặt tay một cái. Kèm theo đó là mình dồn người lên ha. Rồi đặt tay lên 1 và 2. Sau đó mọi người hất lên và phủ áo như thế này. Ok, đếm lại nha. 2 đi. 1 và 2 up 3 vuốt phủ. Sau đó câu này hơi nhanh một chút, mọi người đặt tay lên phương phương và muốn quạt một cái, đặt chống hai tay lên một cái và up 1 up 2 chỗ ngân phiếu ha, thì mọi người sẽ phủ cái tay ra như thế này và vuốt tay lên đầu một cái. Ok, động tác cuối cùng là mình sẽ đặt tay lên phương và cuộn giọng một cái. Ok, bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi và 1, 2 và 3, up, up, chuốt lên, phủ, tà, xoay, hấp, up, mở, lên, và dằn, cuộn, hấp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc với tốc độ chậm nha. Yo. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Cậu Cả rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.